Chào các bạn đến với kênh Lắng Gió Vùng Cao. Ở video này mình sẽ mời các bạn đi khám phá trải nghiệm một cái phiên chợ lớn nhất Tây Bắc, đó là chợ ẩm thực và thảo dược các bạn nhé. Đó, hiện tại giờ mình đang ở khu vực ẩm thực các bạn này. Ở đây có một số loại như là chế lợn các bạn này. Chế lợn rất là to, đẹp, trắng ngút các bạn ạ, và lòng phèo các bạn này. Đó, rất nhiều món. Ôi, chế lợn ngon chưa? Đây là cả một cái chế lợn, nó rất là dài nhá. Đó. Chế lợn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Ăn cái gì anh nhỉ? Nó đang có khách chưa này. Quả chế lợn này uy tín nhỉ. Đấy. Đây đây, không không tí. Đấy, ôi giời, tuyệt vời chưa? Cái này bao nhiêu tiền? Rất là 400.000 một cân. Chế lợn rất là tuyệt vời. Cái này nó có mấy cái chế này các bạn ạ. Chế này chế nhỏ nhỏ này, rất là ngon. Gà này, gà 400 đảm bảo chế này. Gà là 400.000 một con. Đó, gà các bạn này, gà này người ta con gà này chưa luộc các bạn nhé, đã làm sạch rồi nhưng mà chưa luộc. Đó, ăn nẩu gà cũng được, gà đen cái trên bản rất là ngon các bạn này. Đây, những con gà này đã luộc rồi các bạn này. Đó, gà đen đã luộc rồi, rất là ngon, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nhìn thèm chưa, quá là ngon luôn. Rồi là chân giò. Cái đấy, nhưng mà đó, gà đen trên bảng. Thắng cố bạn này, đó thắng cố nóng hổi vừa thổi vừa ăn các bạn nhé. Ăn theo lồi 200-300 được, 500 được. Muốn ăn mồi chê thì là tả vào. Đó. Súng ngựa này quan này. Một lửa con gà, một cái chê và một bát thắng cố. Đấy, cho vào đun lên ạ. Gà đấy gà trắng. Đó, đây là một quán đó, người ta đang mua bán rất là tích cực các bạn ạ. Thắng cố này, thắng cố nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ăn nửa con đen kia. Đó. Đó, người ta đang mà gọi đồ ấy các bạn ạ. Đây là bàn chê bốn nạng à bà? Chê này phải ngâm đấy, bốn nạng. Thả luôn ở đây nó đen đấy, ngâm nước. Quả chê này vừa mới luộc xong rồi. Đó. Bây giờ mang đi ngâm các bạn ạ. Ngâm xong rồi tí nó mới trắng ra ấy. Một quả chê lợn này rất là to. Con lợn này chứng tỏ nó rất là nhiều tuổi rồi. Em ơi, theo như kinh nghiệm của em thì con lợn này nó tầm khoảng bao nhiêu tuổi em? Ừ. À hả, nó to đúng không nhỉ? Con này lợn to thì nó chê nó mới to này. Chê là phải đặt á. À, chê là phải đặt những cái... Nếu mà ăn mổ lợn được thì chắc chắn là không có rồi. Không phải mổ lợn. À. Chê này người ta bảo là phải đặt mới có nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi chỗ khác các bạn ạ. Đó, quán này người ta đang làm đồ cho khách này. Ừ.
Đó, người ta đang thái bộ chê các bạn ạ. Chê lợn rất là tuyệt vời, các bạn thấy ngon chưa? Trắng phau luôn. Vâng. Vâng, cái quê gọi là chàng, trên này gọi là chê. Vâng, lợn đen trên bản, rất là tuyệt vời luôn. Đó, bộ chê lợn rất là ngon các bạn ạ, rất là tuyệt vời. Lúc trước là người ta cũng luộc rửa lấy sẵn rồi, nó nguội nguội đây, bây giờ người ta sẽ phải trần nóng lại nhá. Đó. Để cho khách ăn, khách thì đang chờ trong kia. Còn thấy trên Bắc Hà món ăn rất là ngon luôn. Lắm hổi bạn ạ, cái gì cũng nóng hổi. Rất là tuyệt vời bạn ạ, đó, chế này. Trắng phau luôn bạn ạ. Đó, người ta dùng hệ thống bếp bằng điện các bạn nhé, bếp điện. Đây là một cái quán tiêu biểu điển hình, bây giờ mình sẽ đi sang một số quán khác các bạn nhé. Đó. Đi thôi các bạn ơi, tiến vào khu bên trong này các bạn ạ. Đây là cái khu vực bán đồ ăn qua này. Đây quán này chế to chưa? Cái quả chế lúc đấy thì là nó cũng là dạng to, nhưng mà quả chế này còn to hơn quán này. Đó các bạn thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Chế rồi là dạ dày. Rồi là súng ngựa, thắng cố. Chúng tức là bộ phận sinh dục của con ngựa ấy, bộ phận ngựa đực các bạn ạ. Đó. Không à, anh quay thêm một tí không? Đó các bạn ạ, rất là nhiều luôn. Món này là món súng ngựa, các loại súng này à? Súng ngựa các bạn ạ, đó, gà đen trên bản này. Các loại súng luôn. Đó, gà đen bóng nhây luôn các bạn ạ. Tiền xin thì cái này là người ta luộc rồi nhá. Luộc rồi các bạn ạ, rất là ngon. Tuyệt vời, đặc sản ở trên xã ẩm thực Bắc Hà. Bây giờ mình sẽ đi sang quán khác các bạn ạ. Đó, hầu như quán nào cũng có chê và chân giò, đó là những cái món đặc trưng ở trên này các bạn nhé. Đó, chân giò này rất là tuyệt vời, chân giò lát đen, gà đen này các bạn này, gà này là để phục vụ cho ăn lẩu nhé. Bạn nào thích ăn lẩu thì là sẽ gọi gà này để chặt ra này. Đó, rồi là thắng cố ngựa là một cái đặc sản rất là nổi tiếng ở trên Bắc Hà. Đấy, trong này là ăn cái phở. Ăn trong này là ăn cuốn phở này, ăn cơm cũng có. Ở đây thì người ta cũng làm sẵn rồi các bạn này. Phở gà, phở chả này, phở tim cật này. Phở tim gan này. Đó, phở thịt lạc này các bạn này. Đó. Ai thích ăn cái loại gì thì người ta cứ nhặt nhặt vào. Đó. Rất là ngon các bạn nhá. Đó. Xem một cái nồi nước dùng này. Ở đây người ta dùng hai nồi nước, một nồi nước dùng và nồi nước trần này. Đó. Nóng hổi luôn các bạn ạ. Đây, đây là một cái quán. Đây là một cái quán này là khá là đông khách các bạn ạ. Đó, tiếp tục sang bên này cũng là thắng cố này, có cả cháo nữa các bạn này. Đó,
cháo xương lợn đen. Ai thích ăn cháo thì gọi cháo nhé. Xôi bảy màu này. Đó, xôi bảy màu của người Dao cũng làm được, người Lùng cũng làm được, người Tày cũng làm được nhé. Xôi bảy màu rất là tốt, rất là ngon các bạn ạ. Bảy màu này làm từ ba loại lá khác nhau, người ta chế thành bảy màu. Màu xanh này, màu đỏ này, màu vàng này. Đó, màu xanh xanh và màu tím. Đây có một cái chảo này. Súng ngựa này các bạn này. Nó rất là dài luôn. Các bạn biết là bộ phận sinh dục của con ngựa ấy, người ta gọi là súng ngựa mà. Đó, người ta luộc sẵn rồi chín và nóng hổi. Đó, nóng hổi vừa thổi vừa ăn các bạn ạ. Ai thích ăn như thế nào ăn các bạn nhé. Súng ngựa rất là to. To dài ngoăng các bạn ạ. Đó, sợ chưa? Đó, sợ thật. Cái này người ta phải đặt đấy các bạn ạ. Em ơi, cái này là phải dặn các lò mổ người ta đặt đấy nhỉ. Đấy, đặt thì mới có được cái bộ súng ngựa này. Súng ngựa rồi là cà ngựa. Ôi. Lổ cái gì đấy hả à, cô? Lổ điện à? Chập điện à? Bạn ấy ngon chưa? Chế lợn này. Chế lợn trắng phau luôn các bạn ạ. Đó, rồi là gà đen trên bàn. Rất nhiều món các bạn nhá, rất là tuyệt vời. Lòng lợn rồi dạ dày các thứ nữa. Đến đây chỉ có mà thèm thôi ạ. Vào đi em ơi. Đó, sang bên này nữa. Cũng là chê lợn này, mặt lợn người. Thịt mặt là một cái loại thịt rất là ngon các bạn nhá, vừa có mỡ mỡ một tí thôi. Nhưng mà có cả lạc nữa, ăn rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đó. Tim lợn, lưỡi lợn các thứ, nói chung là tổng hợp. Mỗi quán mình ghé vào một tí nhỉ. Đó, quán bên này khá là đông luôn này. Trong này là có mấy quán liền nhá. Bên ngoài ra là cái mặt tiền trưng bày thôi, còn bên trong là chỗ ăn uống này. Quy là nhiều quan ạ. Đó, khách đông chưa. Chân gò, chân giò hầm quan này. Món này món là khâu nhục nhà cô nhà. Khâu nhục. Món này là nổi tiếng của người Lùng ấy nhà, người Lùng hay làm cái món này. Rất là ngon luôn. Gồm có thịt ba chỉ với cả dưa này và một số gia vị khác, đậu xị nhá. Ông hầm lên, tần lên nhỉ. Chân giò Quảng Đông. Chân giò hầm thuốc Bắc à? Vâng, ok. Chân giò hầm thuốc Bắc, không phải chân giò Quảng Đông. Rất là ngon luôn. Bán theo bát này. Đó. Bát này bao tiền hả cô ơi? 250 đấy. Vâng, để báo giá luôn cho khách nhỏ xem. Bát này 250 các bạn nha. Rất là rẻ thôi. Một bát chân giò hầm thuốc Bắc rất là ngon. Đó. Sang bên này là một cái quán nữa. Chào em chủ quán nhá. Chào em. Hôm nay có đông khách không em? Hôm nay đông khách không? À. Hôm nay cũng là đông khách, hôm nay dịp cuối tuần mà nhỉ, đông khách nhỉ. À. Em nay nay bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. Ôi trẻ thế. Thế làm ở đây được lâu chưa?
2 năm rồi. À. Một à. Em làm ở đây. Ok, cảm ơn em. Em tên là gì? Hương à? Khánh Hương à? À à. Đó, đây là em đang làm món thịt gà xé đúng không? Gà bản. Khách gọi ăn phở gà thì là sẽ dùng cái loại thịt này xé ra. Rất là nhỏ, rất là ngon luôn. Đó. Thế nào ở đây thì mình thường quán bán hàng đến mấy giờ em? Em bán khoảng 3 giờ. 3 giờ chiều là nghỉ. Đó, ok. Đó, một cô chủ quán rất là hiền lành. Không phải chủ quán mà là... người làm ở đây, nói chung là người phục vụ bạn ạ. Vào cho này một tí nhá. Vào cho bạn trong này. Chào các anh nhá. Xin chào. Ăn sáng anh? Ăn sáng cũng bảo rồi. Chào các anh nhá, bà tài các anh. Làm kênh YouTube à? Vâng ạ. Ừ, chúc mừng bạn. Vâng, cảm ơn các anh nhá. Thôi em không, em phải đi làm việc đang. Okay. Chúc anh ngon miệng nhá, đi chơi vui vẻ nhá. Okay. Dịp cuối tuần đi chơi vui vẻ. À, đây là món mèn mén này các bạn này, làm từ ngô. Đó. Và con nhiều không bà? Con nhiều bà? Ôi à, còn là khá là nhiều đấy. Món mèn mén. Muốn làm à, ít bạn lắm à. Cái này chủ yếu là người Mông ăn là nhiều nhỉ? Người Kinh họ ít ăn cái này đúng không? Nhờ, người Mông người ta ăn cái này là nhiều này. Món mèn mén là tức là cái món ngô. Ngô bánh tẻ ấy, người ta bánh tẻ người ta nghiền ra và trưng lên, hấp lên, làm gọi là đồ lên ấy. Rất là nhiều các bạn này, bánh trưng, thịt chân giò, mặt lợn. Trên lợn các bạn này, trên lợn rất là nhiều. Đó. To chưa? Ôi anh chủ quán có cái thớt to nha. Có cái dạ dày bán nữa đi, ôi giời chẳng hết dạ dày rồi. Này. Ở đây hết đồ rồi đây. Cái dạ dày này ra để luộc cho cái bánh nhân này vào luộc luôn này. Lung biết làm sao làm đi. Thớt này to, thớt này phải nó... Anh ơi, cái thớt này 60 phân hả anh? 60. 60 nhờ, dày 15. Sợ thật. Đâu dày khoảng 12. Thớt tinh yến to cho bạn này, cái này sợ chưa? Đấy, người ta phải làm quán người ta phải dùng cái thớt to như này các bạn này. Đó. Rồi chặt nó mới không nên mùn. Đấy, chặt nó mới không nên mùn được. Thớt tinh yến này nó chuyên chặt rồi. Đây rồi. Đấy. Thớt xịn đấy nhờ. Ngon. Đấy. Thớt. Anh kiếm được quả thớt này hơi ác ấy nhỉ? Hơi hiếm đấy. Ngày xưa gỗ nó to nhờ. Gỗ to thì mới có, bây giờ thì đào đâu ra được. Bây giờ không có cái này thất to như này đâu. Bây giờ to nhất cũng chỉ đến 4 năm thôi. 4 năm là to lắm rồi. Gỗ bây giờ nó non đấy nhỉ. Nó không tốt như ngày xưa. Ngày xưa thì nghiến đồi đá nó già. Còn bây giờ thì cũng là nghiến nhưng mà nghiến non đấy. Đó, bạn nhiều đồ ăn chưa? Rất là nhiều đồ bạn nhá. Đó. Mình đi một vòng quanh cái chợ ẩm thực này để cho bạn xem. Bát đũa người ta làm mà lắm ngồi chưa các bạn ạ? À? Đó, rất là nhiều. Cực kỳ là nhiều các bạn ạ. À?
chợ ẩm thực lớn nhất Tây Bắc đó, bởi vì khách ở đây đến, người ta đến đây chơi rất là nhiều ấy, lượng khách trên đây cực kỳ là lớn nên là người ta bán phở, bún phở cực kỳ là nhiều đó. Bây giờ mình sẽ đi sang lốt bên này các bạn này, thì hôm nay là đưa các bạn đi khám phá một vòng quanh chợ ẩm thực Bắc Hà nhé. Chợ ẩm thực lớn nhất Tây Bắc đó các bạn ạ, thấy này. Người ta đến đây là người ta phải ăn phở đã các bạn ạ, ăn phở, ăn thắng cố rồi mới đi đâu đi các bạn nhé. Đấy là mình nó đi một vòng rồi các bạn ạ. Được bạn đi khám phá trải nghiệm chợ ẩm thực. Đấy, hết chợ ẩm thực các bạn ạ, ra khu này là khu bán hàng của người Mông này, với những cái bộ quần áo trang phục người Mông rất là đẹp, rất là bắt mắt, sặc sỡ, bộ xanh, bộ đỏ, bộ vàng. Đó, trước mình quay rất nhiều các video ở chợ, các bạn xem đấy. Rất nhiều những trang phục của người Mông. Tại như em trai này đang có một cái bộ trang phục này. Đó, bộ trang phục của trẻ em rất là đẹp luôn. Đó, tuyệt vời các bạn ơi, tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, vừa nãy là đi một vòng rồi các bạn ạ. Đó, các bà người Mông đang mua. Đấy, những bà người Mông này, những người già già, người ta sẽ mặc những cái bộ trang phục như thế này. Đó, người trẻ thì mặc những bộ đỏ, xanh đỏ tím vàng, còn người già thì sẽ mặc những bộ nó lâu lâu này. Đó, người ta đang mua sắm những cái trang phục truyền thống các bạn nhé, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, như bé gái này là cũng mới sắm một cái bộ này này, nhìn rất là đẹp, nhìn kiểu cái này nó cũng xinh mà. Chú ơi, ngày trước ta toàn đi đường này thôi. Đó, người ta đang mua sắm các bạn nhé. Rất nhiều quần áo các bạn ạ. Và đến đây thì mình cũng xin phép được kết thúc cái video về chợ ẩm thực lớn nhất Tây Bắc các bạn nhé. Bạn xem video các bạn thấy được rồi, là ở trên Tây Bắc rất nhiều điều hay, điều thú vị, đặc biệt là văn hóa chợ phiên được thể hiện rất nhiều ở chợ các bạn nhé, về ẩm thực này và các mặt hàng ở chợ phiên. Và video mình đến đây là kết thúc. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like và đăng ký kênh để xem các video tiếp theo nhé. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình nhé.